Hôm nay trời ơi chị thấy cái màu đó cũng đợt đó mấy chị em mình làm vui ghê luôn. Vinh vinh tùng 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 vinh vinh đủ chín hai luôn. Sườn còn không thu phải không sao muốn cắn bể chứ. Rồi lâu lâu mới có đồ quý à. Cảm ơn con Thôi, không từ chối. Chào cả nhà. Mình sẽ mua heo nướng lu nha. Phía mày nhìn vô thấy hấp dẫn không mọi người? Miếng da nổ giòn ghê. Rồi giờ cô lấy cho con miếng đi. Một tí tư ha. Vậy cô lấy cho con một nửa miếng nữa. Rồi 2kg nè. Dạ, cái này là 2kg. Rồi lấy cho con 2kg đó đi. Gói nha. Dạ, gói. Cái miếng kia cô cân cho con thử cái miếng đó coi bao nhiêu gram. 6g. 6g lấy luôn đi coi. Là 2kg 1. Tính sao hồi lỗ nha. Thơm quá. Rồi miếng da phải không? Để em con xem coi. Miếng này 90 3g. 3g. 3g mấy nó mới được 100. Mà này 3g nó 90. Dạ. Ở đây thì heo quay với da, ủa heo nướng lu phải không con? Với da đều bằng giá 300. Đây 6g. Dạ 6g á con. Cũng như miếng loại này luôn nè. Rồi lấy con 2 miếng sườn đó đi. Và cái cúng dĩa à? Phải vậy chứ. Mai mốt rồi cô mua cái máy tính á, cô tính cho lẹ. Rồi cảm ơn nha. Rồi bao nhiêu da chị? Da. Bao nhiêu đó được nè. Cái này bọc dao của cái cô đó cho mình. Mua đi em có lại. Vui hè. Chỗ mà anh hay mua. Ừ, nó cười. Màu đẹp lắm. Nhưng mà gọi nè. Không cười. Nướng nè. Dạ. Thơm ha. Cũng nói luôn đó. Nướng lu. Má có muối này nè. Đã chưa, đã chưa. Sườn. Ba gọi nướng luôn. Có bể da nè. Được cái gì nè. Cái đó gao người ta cho với nước chấm. Sườn này thì thầy có. Quá. Mới giúp cá nữa. Hun hôm nay sẽ không tham gia với mọi người nha cả nhà. Tại vì ảnh đã về hàng rồi. Những cái video mà Quyên đăng có anh Hun là ảnh lúc còn ở Việt Nam. Ảnh về cũng một thời gian. Nhưng mà cái lúc đó có những cái thời gian mà Quyên đăng video rất là ít. Có khi một tháng chỉ đăng có một hoặc hai cái video á. Thì tại vì lúc đó có quay mà do mình mệt đó mọi người đó, cho nên là Quyên cũng không có đăng được nhiều, không có edit nổi á. Như đây là đã rồi đó, nhiều lắm đó. Bên đây con mơ ngồi gai hái ăn cho thơm thơm. Mùi gái mọc mạnh lắm cả nhà. Mà nó thì có gai nha, gai ở cái lá đó. Giống vậy nè, răng cưa. Cũng ngứa ngứa.
nhổ vậy đó. Như này đi. Mua cái cà nó ngon ghê. Trong này có con trái nữa nè. Trái này nó bị sâu sâu rồi. Gặp cái lá lên em được chưa, trái này bóng lỗ luôn. Con trai đủ chín hái luôn. Cái này cái màu này chắc chín à, chín hát quá. Có mấy cái hẹ nữa nè. Hẹ này ăn được rồi, để mình cắt luôn. Giờ mình cắt thì cái nó sẽ có lá vàng. Tuốt cái lá vàng này lên luôn. Chứ hồi gỗ nó bớt vô á là mình sẽ lấy cái lá này khó hơn á, lá vàng nha. Giờ còn khô à. Hẹ nhà tầm thơm lắm. Gốc hẹ của ba cho. Cô ba ngoài tầm cũng nhóc hẹ luôn. Cắt vậy mà nó thơm rồi đó. Hái một ít cải đậu xanh. Vườn dưa mình sẽ hái một ít trái dưa. Dưa ngon quá ha, ngon vậy mà bị chích ngay đây. Cái này dưa này mình vừa hái xong á, vô ăn liền ha, nó rất là giòn với ngọt luôn. Ngon chưa? Từ hồi có cái vườn dưa này á thì mình ăn dưa không có sợ phân thuốc. Trái này luôn. Dưa này thì Quyên cứ trồng gói đầu vậy á. Hết vụ này mình trồng tiếp, có dưa ăn hoài hoài. Hai em này ăn đi, phấn nó nè. Mời cả nhà nha. Lúc nào cũng vậy. Hái dưa là mình sẽ ăn.
ngồi ăn mình mới phát hiện. Trời ơi, cái em này em bự. Coi nói với cái tay này nè, dưa heo đó, hái dưa rất ghiền luôn. Trời ơi, hai trái này nó dễ thương gì đâu luôn á, thẳng mà nó đẹp. Vô quả nhiều rồi, như đây là ăn đã đời luôn. Vô sâu nè, sâu nó ăn xong nó y nè. Đây 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 đây, chị bắt được cưng rồi nè cả nhà. Con mình nó y nguyên một cái bãi này luôn nè. Với lại bên đây bắt đầu vô sâu rồi cả nhà. Hai đây này, này ổn ghê luôn, bị đục ở đây. Như này đủ ăn à? Đem vô lá gà hai hết luôn. Mình cho ăn sáo, còn như đây đem vô ăn được rồi cả nhà. Hình như cái này là dưa chua mà có niêm gia vị rồi. Em thấy có ớt. Nay mặc đồ đẹp với ta. Thích không? Thích. Bánh hỏi Nguyên sẽ cho một ít mỡ hành lên. Cái này là nước sốt của chỗ mà heo quay nướng lu luôn mà. Giống như là muối ớt xanh có sữa vậy. Đây. Hôm nay là trung thu nha. Cả nhà mình sẽ ăn trung thu. Uống Coca. Xanh xanh đỏ cho anh nhỏ mình. Cốc ổi mấy ghim rồi tùm lum hết trơn à. Ba. Rồi, xin chào mẹ. Xin chào ông bà đây con. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà cô chú. Nói nói rồi. Ăn là phải ngồi với bà nội đây à. Bà mua sữa cây. Bà mua sữa cây. Bà ông nội chứ không nói bé bà bà xin lắc anh. Bà con bé bà ông nội đang có ngồi với bà nội. Con ơi, hôm nay là ngày gì con? Ngày gì của con vậy? Bà sắc cây. Ngày Tết Trung Thu ngày thiếu nhi là ngày của con. Rồi bà nè. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Trong bà trắng, bà trắng như mây. Cháu thương bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu bên bà, cháu sẽ biết bà vui. Chúc mừng con nghe. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào bác bà. Xin chào ông bà, con xin chào cô chú. Xin chào ông bà. Xin chào cô chú. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Không được, không được, cái này là không được. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Không được. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Rồi bây giờ thì anh hai ra tay nha. Cháu ơi. Hai. Cháu sáu. Cháu sáu. Cháu sáu. Ơi. Cháu sáu. Có em mà không có cái khăn. Dạ. Hồi xuống ăn heo quay nè. Heo cá chép hả? Dạ. Cá chép hả? Con cá đã gì vậy? Wow. Rồi xuống địa chỉ nghe cưng. Đã quá dùng sao? Để đây chứ ông ngoại mất. Con cầm. Con cắt mà. Rồi. Cái da nó gộp 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 luôn. Đi chép. Cà tím hả? Giòn. Ngon quá. Một lát á là cầm nguyên miếng này cắn là cũng ok nữa. Nó mỏng lắm cả nhà. Giòn quá ha. Cái quán này là nổi tiếng lắm mới quyền. Dạ. Chỗ em mua này. Được rồi, vừa thấy anh hai mua nó ngon quá. Giòn dữ rồi. Giòn quá cha. Giòn như cơm luôn á. Cơm luôn.
ngồi với cháu. Con ngồi đi kể với cháu. Đe đồ đe đồ chơi. Chắc nhỏ tụi mẹ đi chứ. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao, đèn cá chê. Mà sao nữa? Tùng dinh dinh gì đó. Tùng dinh dinh, tùng 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 dinh dinh. Em xách đèn đi khắp phố phường. Rồi sao nữa? Cái bài hát này phức tạp quá. Rồi mẹ, mẹ ăn trước đi. Nó dễ mà sao cái tới đó quên mẹ rồi. Một pha rước đồng đèn rất là cồng kềnh luôn mọi người. Rồi mẹ ăn đi mẹ. Trời ơi, nó ngon rồi ơi. Nè nè, bà cháu mình. Con thích da không? Đổ. Không có, cái này để bị mẹ bóc luôn đi. Tôi có cháu, tôi phải ra tay ông ơi. Ok. Cái này gấp. Nào. Cha để nguyên cái luôn hả cha? Cha cắt ra. Ôi, cắt rồi đi. Cắt thành dễ. Ba bờ chúa vô. Ba đờ chúa vô. Nghe nó ngon dữ lắm. Ngày Tết Trung Thu á là ngày của thiếu nhi, là ngày của con ấy nghe. Bởi bà nội cho con lên đây để con biết cái ngày Tết Trung Thu. Điều này miếng à? Sườn nè. Này có dao nè. Thơm quá thơm. Ốc cá chay. Ốc cá chay. Có chừng quơ nữa nè. Thôi để vô nước đi. Gà é. Tên là é. Cha dùng mấy cha. Ngon. Gà yêu. Thấm hồng gia vị được không? Gà yêu. Ba bà yêu. Con yêu ai? Nè. Cái này ba gọi hả? Dạ ba gọi. Ba gọi. Con ngắm xong đi. Rồi, bà tới nhà mình nha. Dạ. Con ngắm xuống đi. Bình thường mình ăn quay, hôm nay là nướng lu quá cha. Cha thấy khác gì không? Ngon chua thôi. Con ngồi đây hả? Ngon quá ha. Sao dơ ẹ, con ngồi chứ con đừng đứng dưới. Dơ lắm. Sao út? Thấy heo út cảm nhận út. Heo quay với nướng lu là nướng lu nó thơm hơn không cha? Rồi ok. Không được. Nó cũng thơm ớt nhưng đầu quay cái gì hết. Bây giờ xong ngồi cho nha. Rồi xong ngồi ghế đi. Rồi giỏi rồi ngồi ghế. Có ăn gì chưa? Ăn sạch nước đi. Ăn heo quay này. Hai ba đời nhậu qua cái ngồi không? Bây giờ con ngồi ngồi im nè. Con ngồi im nè. Thì con ăn chưa? Nãy con có ăn gì không? Hôm nay Tết Trung Thu rồi, chiều nay mình chơi ông đèn nha con. Rớt rồi, rớt rồi bỏ đi lấy khác nè. Cha đúng khác kìa. Chiều nay chơi ông đèn chờ ông sao nha. Cha đúng khác kìa. Thịt heo. Thịt heo. Giỏi quá. Ăn không tốt. AK ăn của con hả? AK ăn của con. Nhã mà, con nhã. AK ăn của con. Thôi ăn đi. Mời. Rồi cả nhà dùng đi cả nhà ơi. Dài, mẹ ăn đi mẹ. Ăn nãy giờ nè. Ngon lắm. Mẹ ăn sườn không? Anh thôi, hai có cắt sườn bên đây nữa. Không ăn sườn đâu. Da nữa nè. Da cứng lắm luôn á. Ngồi cha nè. Rồi ha. Nè giờ cho chỉ con nè. Cái kéo đây. Đây là miếng à. Thôi uống ăn con vô ăn liền. Đây là thịt heo nướng. Cái kia là bánh hỏi. Cái này quá ngon luôn á. Cái này là không được. Rồi cái này ông. Rồi ăn luôn. Ở đây mẹ ăn thử cái miếng này nè mẹ. Là dưa mèo của con. Dưa cải nè. Dưa cải của người ta cho mình luôn á. Nha. Con thấy là dưa ướp rồi. Dưa cải ngon lắm. Mẹ dùng thử kẹp chung coi. Đây là món hỏi tới đây. Đây gấp 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 luôn ta. Anh bánh nè. Gấp ngon kìa. Ăn nào. Gấp luôn. Chỉ không chỉ. Con chỉ đi. Rồi mời cả nhà ăn gia đình mình luôn nha. Nó giòn, nghe gập gập luôn. Giòn cứng hay giòn mềm vậy? Giòn mà cũng dễ nhai, cũng dễ tan ha. Nhai giòn cứng. Xăm nó cũng phải ăn da nữa. Mới cắt lên mới vậy. Chỉ. Cầu ơi, chị nhân của ông nội đây rồi. Thấy không? Già ông nội cũng thích ăn da lắm. Da giòn á. Dũng Sáu à? Ăn cái nha. Dũng Sáu, ăn miếng heo quay Dũng Sáu. Ngồi ăn Sáu ơi. Ừ. Trời ơi, em Sáu đi rồi. Ủa ông Sáu vô ăn heo quay với mọi người mà ông Sáu đi làm rồi.
Hôm nay cha mình cũng muốn đi làm đó mọi người. Nhưng mà Quyên không chịu, mình nói cha thôi hôm nay nghỉ một bữa để ở nhà chơi Trung Thu với gia đình. Chứ cha là cũng định đi làm nửa buổi rồi về đó mọi người. Ông nội ơi. Ông nội ơi, rồi, ở nhà luôn nha. Cho ông nội. Cho ông nội. Không rồi, hạn chế con á. Cho ông nội thương. Nguy hiểm. Đồng lạnh. Ông nội nhà chế con á cha. Ngon quá. Ăn nha. Dạ giòn mà thấm rồi. Ăn nha. Mở đi nước sốt cay không? Ăn nha. Thêm ăn coi cay quá. Để cho lấy. Ăn da nó đoạn da mà. Con nó mới dài nè. Thích ăn da ha. Cờ nó giòn như tớp rồi. Bự quá không? Mum mum mum. Ồ, ngon. Ăn nha. Dư. Tới nào? Dư. Ừ, nó dơ màu đen, nó lấy màu đen nó dơ. Đúng rồi, nói đúng rồi, biết đó. Vậy ai biết hả? Cô con. Trời ơi, nè cái này cũng nói luôn rồi, không biết da của nó. Cô con. Bà Út chơi chưa? Dạ, hôm nay bán chạy quá cả nhà. Sáng là có vị khách nhí này mua là chạy rồi nha. Bà Út chơi chút chút xăng ngày vui nha. Mâm, ngon quá. Ok, mùi thư vui nha. Vâng, ngon. Thu phải không? Cảm ơn bà Út. Trời chui. Nè cha. Nào, mời rồi. Lúc nào vui vui là hình thật chứ. Vui. Tết của nó mà mừng á. Mâm. Mắt nó thì mà giòn á. Thấy thương, ăn. Nước cơm. Ăn không miệng nha. Cắt nha. Các ông nước thấy giòn quá, cá mới bể nổi này. Cá mới cắn bể chứ. Bể á. Mà ông này giòn hơn bữa nè. Cái xăm cắn nghe gọp gọp. Giòn mà mềm ha. Giòn như cơm. Giòn tan ha. Còn cũng thử miếng. Nó gọp gọp đúng. Rồi mời cả nhà miếng da luôn. Ăn cá nè hả? Ngon quá. Ừ. Nó giòn. Mà sao nó đỡ cứng hơn bữa chậm. Sao bữa mình mua rất chịu đó. Ăn cá nè. Cắt kéo ăn cái da. Miếng da đó cũng nói mà. Cho mẹ miếng nè. Xong cho mẹ miếng. Thôi mẹ ăn da. Mẹ ăn thử nó ngon lắm. Dễ lắm. Mâm. Rồi, để cắt cho mẹ Út miếng. Cái miếng da đi. Miếng thôi chứ mẹ. Có da lộn mà. Cắt cho mẹ nha, Út mỏng thôi này. Mỏng thôi. Rồi, vậy được rồi. Nè, mẹ cho em lấy một con. Vậy đây. Rồi. Cảm ơn nha. Mẹ Út mười miếng. Út ăn da được. Út miếng bự à, chỉ miếng nhỏ nhỏ thôi. Ra tay bóc luôn Út ơi. Con ơi, con phải ăn thịt con ơi. Lâu lâu mới có đồ quý ha. Gần thấy luôn. Ngon. Hôm nay mua chỗ này ngon thiệt. Cái lưu 2 hả? Dạ cái lưu 2 á cha. Còn cái lưu 1 em con không biết. Thấy nó ngon đó. Cái lưu 1 là ở đâu này? Lưu 1 không có. Nướng mình thấy rất là mời cả nhà. Để Nguyên miếng ăn luôn cho nó đã. Không được. Chấm thì nó sẽ đậm đà hơn. Dạ. Nhưng mình ăn không cũng được. Ăn. Cũng không ăn cái nào thấm gì đó. Ăn cái là ăn cái nè. Ăn cái này ăn hả? Ăn da không? Để da. Chờ chút cho cắt cho. Ăn cái nè nó. Ăn cái nè. Cắt rồi từ từ. Rồi cắt rồi. Không được. Cái này cũng da nè. Rồi bóc giá. Cảm ơn ông nội. Dạ giòn. Hôm nay ăn ké với sâm nha mọi người. Bữa gà ăn ké chị Hai, nay ăn ké với sâm nha. Ké của bé với sâm với em bé này nữa. Ké bé sâm mà cô ba đãi. Dọn bánh rồi, dọn bánh nè. Cảm ơn cha. Thôi chị năm tay dài lắm cưng. Tới hết trơn hả? Để đây đi, cho con bầu nó ăn. Ăn cái nè. Ăn cái nè là biết rồi, ăn cái này. Ăn cái này. Anh Năm.
năm gắt nè, năm gắt nè, cái bánh hỏi nè, gắt tôi để cho rồi, để cho cắt. Cảm ơn. Rồi vậy được, cắt thì để ra hồi xem ăn ha. Ngon quá, quá à. Hôm nay túng tủ ra rồi mọi người ơi, túng tủ bé Sâm luôn rồi, túng tủ của bé Sâm rồi. Đã quá luôn. Cảm ơn mẹ, mẹ dùng đi. Dùng chứ. Hai cái nha. Nhưng mà để cho Út yêu về miếng nữa chứ. Nào Út yêu. Ăn già không? Thật không ăn. Này gục 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 nữa đã không? Cái này mình mua đồ ngon đây. Nó quảnh ngon kìa. Để đây cho nha. Phải có dưa leo trời. Có anh. Đó anh hai cái nữa. Thôi được. Mình hỏi có quảnh ngon hết sức luôn. Cái này ngon sâu. Để cho cắt, để cắt xong rồi nè, nấu luôn nè. Cắt nha. Ừ, để hồi ăn hết đi cho mấy cái nữa. Chứ nhiều quá sao ăn hết được. Đây, cha. Cái này là dưa chua. Rồi, để đó chị. Dưa chát hả chị? Dưa chát. Có dưa leo anh trồng nè. Cho nè. Có rồi, có rồi. Dưa hổ thân thuốc để vỏ ăn luôn ngon. Trong cực khổ ăn đi chứ để rồi. Ăn này ngán ngán không? Mày ăn miếng dưa chua, chua vô. Với cả thử có ướp hay một đường ha. Ở chỗ này người ta có mở quán nhậu nữa gì á. Ăn tại chỗ hả? Ừ, ăn có mình ăn tại chỗ luôn. Em ăn miếng da nha. Ăn da đi. Mời cả nhà, miếng này bự chẳng luôn. Mẹ ơi. Gì vậy? Mẹ ơi. Mẹ ơi hả? Sao? Mẹ ơi sao? Mẹ ơi. Bà ơi. Dạ. Dạ. Bà ơi. Dạ. Ơi. Ừ, con sợ mọi người. Ơi. Sao mà quên con những kêu chứ hả? Bà ơi. Dạ. Nó kêu mình phải dạ. Sao con kêu cô ba? Cảm ơn con. Dạ bà. Rồi bà nói cảm ơn con. Dạ cô ba. Giỏi. Dạ cô ba cảm ơn. Giỏi. Dạ mừng ơi. Dạ cha, dạ cha dạ, nữa. Dạ. 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 Em bé giỏi quá em bé. Ba bố chú chú. Ba 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 ba. Ăn cái đời sinh nhật luôn rồi. Nè, ăn nè. Ăn nè, nãy cho lấy. Tung Thu cũng vẫn hát bản đó bình thường. Lấy cho con. Lấy cho con cái này nè. Lấy cho con. Thôi, nguy hiểm, nguy hiểm, cầm cháo nguy hiểm. Ngon. Thôi, không ăn da, nó ngon ngon. Nó thịt cũng như da luôn, nó giòn thái à. Anh mua này ngon quá. Quá ngon, như mũi hai. Mua cái này quá dữ luôn rồi. Dạ giòn xốp ăn. Ừ. Ăn luôn. Ăn cho bự nó nhai cho lâu. Rồi này cái rồi kéo rồi. Hồi sáng em cũng sợ nó cứng quá chị hai. Không mà sao đợt thì rồi anh mua là cứng nha. Sao đợt này cái da nó mềm nè. Khi người ta làm cũng tùy theo đợt á. Ăn cứng đại mai mốt tới xanh rồi cái ăn cứng không được. Giờ ăn vừa được gì ăn nha. Ừ, giờ ăn cửa kia rồi. Đúng rồi. Mà cái nước chấm mà cha chấm mình như thấy sao nó không có mấy lá lận á. Mà nó cay nữa. Mà với mẹ nữa hả? Cháu Quyên ơi, cực khổ sáng giờ mua đó. Mẹ. Cục xương. Ôi, mẹ. Mẹ hai mẹ không dùng. Không từ chối. Không từ chối. Mẹ. Rồi, Nhi đi. Cảm ơn anh. Mẹ. Không, mẹ chưa đây. Không. Mẹ cắt miếng đi. Không. Mà cho cha một cục. Cho cha cục xương luôn. Cảm ơn cha. Chút nè. Cha cục xương. Mẹ thử nè. Miếng thôi. Anh cho nó cắt bằng anh kìa. Mẹ cầm ăn thử miếng. Ngồi giúp bà nội. Mà nó ăn rồi tới ấm con ha. Thấy bà nội có cục thịt bự quá, gọi với bà nội. Thấy bà nội có cục thịt bự quá, gọi cho con. Cô Út đâu? Đây nè. Vô. Vô. Mà cái nhà thịt nè, mẹ có cục bự nè. Mà mẹ ăn cục xương nha. Có cạp không? Ừ, cạp đi, cắn đi. Nè, mẹ có cục thịt bự nè. Nè, ăn cắn đi. Ừ, đỡ quá. Đã ở bằng không cắn đi. Ừ, ngon lắm, lạ. Ngọt ngon. Béo thì ngọt lắm. Ăn được ngọt ngọt ha. Dễ gì. Thấm quá à. Ăn bóc lại đi không sao.
mời cả nhà miếng sườn bự này luôn. Ăn cực đỉnh nó lại lên Sài Gòn. Thấm quá. Cái này thấm không cần chấm luôn nè. Năm bớt bảy cục đó năm, ngon lắm năm. Giờ nó mềm ngon lắm. Nè, dễ rồi, hết rồi hả? Ừ, nó đá sao nó làm cái giòn giòn ngon phồng ngon lắm. Đá quá. Thấy không? Mẹ thấy á, mình ăn heo quay nướng lu này với lại heo quay mà mình hay mua, cái này là heo heo nướng lu với heo quay là cái nào ngon hơn mẹ? Heo nướng lu là ngon hơn rồi. Nó là nướng lu hả? Nướng lu. Con thấy con thích nướng lu hơn, nó thơm sao chứ? Nó tại mình chắc từ phân bể nó mỏng mỏng á, cái gia vị nó thấm hơn. Hơn nữa mình thấy nó khô hơn cái nướng quay. Dạ, nó khô hơn. Quay nhiều khi hôm bữa em mua chị ăn là về mình chiên lại mình mới ăn được. Nhão nhão mà có chỗ mà mở nhiều chị. Nó mở còn tươi quá. Tại, còn này nó khô gan gáo. Mà luộc con heo nó muốn chín rồi. Cho nên người ta chỉ làm quay cho giòn á, giòn có loại da thôi cái. Chứ bên trong giờ chỉ có cái ăn có những cái nó không có thấm. Đúng rồi. Cổ này nó thấm nè. Nó thơm hơn. Người ta quay nướng nướng cần miếng hay sao? Con thấy sáng rồi treo lên miếng. Dạ, thiệt là ngon hết sức luôn. Nó giòn gụm luôn hả hả? Người ta banh mỏng ra ta nướng từ miếng mà. Không có gì ăn ăn mình chê ngán được hết rồi á. Người ta kêu bằng nướng lu cái này, kêu bằng nướng bệ á. Dạ. Cái xùi này cũng thấm ghê. Các bạn thấy ngon không? Ngon. Nè, ăn được ngon thì chị ăn tiếp á. Chị ăn tiếp à? Còn chỗ kìa. Còn mâm đó cưng. Bé xong giờ quậy rồi cả nhà. Bé xong giờ hết chịu ngồi rồi. Xong rồi đó. Chú chắc còn. Dạ còn. Còn. Hết ra cái để đây. Chị hai ăn con ăn cắt này chị hai. Có rồi, kia có rồi. Cái này thấm nè. Xăm đâu ta? Anh hai mới ẩm bé xăm à. Rồi. Hồi tối á, Huy mua mấy cái lồng đèn về, thì có mua cho bé Sâm một cái lồng đèn nhỏ xíu nữa. Sâm đâu có nữa hả? Đó. Bé Sâm thấy lồng đèn. Chị chỉ bé Sâm là lồng đèn ông sao hay gì chị? Nó thấy nó ngồi sao. Ừ. Chị thấy nó lồng đèn ngồi sao. Nói vậy á. Sáng mẹ chỉ nó nữa. Chiều chơi à. Vậy là thì ra mẹ chỉ. Ủa cái lồng đèn cái năm rồi làm cái này hư đâu hả? Con á là con không có kiểm tra lại. Cái để nó trên á, cái nó hư uổng lên mà. Như nó bị xẹp lên. Chứ mà cần để lâu ngoài cái tre đó nó cũng ấy cũng sửa. Một năm trời á chị hai. Nhanh hơn. Cái màu đó cũng đợt đó mấy chị em mình làm vui ghê luôn. Quyên qua là mình nghĩ là cái ưỡi y là để mấy hè trên ngay chỗ cái nhà kho đó. Mình lên kiểm tra lại là coi như là banh chành hết rồi. Cái thôi là năm nay mua luôn. Chứ có thời gian nào làm. Một lá còn không đi thêm. Đó. Không có thời gian làm nữa cho nên là thôi mua luôn. Tối hôm nay là mình chơi. Em gọi làm cực mà vui ha. Dạ vui. Chúc mừng Trung Thu. Vô. Trung Thu vui vẻ. Vô. Trung Thu vui vẻ. Hồi nãy có bé Sâm cũng cái này là bé Sâm vô luôn á chị. Hồi mà đi trên nhà hàng á, mọi người uống vô vô nhỏ nhỏ vậy á, bé Sâm nghe. Vô. Nó vô không? Mất chút lắm. Bây giờ mẹ cái tuổi này nó hay học hỏi mình. Mình làm gì cái nó biết trước, nó làm theo, nó nói theo. Mà nhớ rất là dai. Mà học rất nhanh. Cái tuổi này á. Thôi mẹ vô mẹ giữ thằng Sâm nha. Rồi vô giữ thằng Sâm cho. Mẹ Uyên ăn ngán rồi đó mọi người. Còn miếng chừa lại nè. Con ăn cho. Cái da ngon lắm. Hồi Trung Thu năm rồi, bây giờ là em vẫn còn đang làm bánh, làm lồng đèn. Tới tối mới chơi được. Làm cực ghê luôn á, làm như 2 ngày luôn rồi đó. Dạ, rất là lâu. Bữa trước, bữa sau nữa. Rồi bánh nữa. Mà bánh làm cực lắm mọi người ơi. Mà lần đầu em làm bánh nữa.
anh thay ra nè. Mẹ vô giữ bế xăm luôn à. Nãy vô tổng làm cho nó ăn chén cơm. Ăn không? Ăn cơm mà với heo nướng giùm nó ăn. Phải. Thịt nướng cái tương hay gì mong mỏng vậy chứ. Dạ có. Để này nó. Em ăn thấy sườn đó em sao? Ăn con heo sườn là ngon nhất rồi. Sườn nướng đúng không? Sườn. Nếu như mà mình nướng vậy nè. Là sườn ngon. Mời cả nhà nha. Rồi mời cả nhà nè. Nãy hơi gián đoạn. Mẹ ăn nhiêu đó đã nè. Em gồng thêm miếng da nữa. Nãy anh để da cho mà mẹ ăn hết. Mẹ ăn hết luôn. Chấm vô sốt ha. Cho thêm cho. Thật tự tôi muốn đã rồi chứ. Nhiều lắm á. Nhiều lắm á. Dạ. Không hết đâu. Sẽ thường mua theo ký là sao? Dạ em mua theo ký. Mấy ký? Mấy ký? Em mua... Quên hả? Tổng cộng là 8 ngàn mà 300 ngàn 1 ký. Thì cũng 3 ký mấy á. 2 ký 9. Được 3 ký. 2 ký 9. Ừ, đúng rồi, 2 ký 3 gọi. 3 gọi này là 2 ký 1, 2 ký 2 gì đó. Cái sườn này 600 gram. Rồi còn miếng da. Miếng da 300 gram. Tại mua theo món hả? Dạ. Em mua thêm món nhưng mà đồng giá với nhau. Đồng giá này cộng hết là 2 ký 9. 2 ký 9 mà nhân cho 300 ngàn ký thì là 870 ngàn. Bằng 900 ngàn. Dạ. Cái này ba gọi được rồi. Ngon không? Không có. Thôi, còn đây lại chứ nữa. Nhúc rồi. Ngon thấy không? Ăn thấy gì đâu. Trời ơi, đã. Úc ăn thêm không? Yêu cầu đi. Yêu cầu ở nhà hàng này, nhà hàng này đem món ra. Bung xỏa luôn hả? Rồi, chấm luôn. Nước chấm này cha nói hơi hơi cay. Vô. Vô. Mời cả nhà. Mưa xuống cả mềm nè. Nó khô cứng, cà cũng cứng hay sao? Vỏ mềm nè. Mềm xốp á. Cây gì cũng vậy. Đổ nước cũng ngon, cá ngon. Mấy cà này cũng lâu rồi. Thế đó hơi dẻo. Da nè mọi người ơi, miếng da dưới mình á thì yên ắng lắm, không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà lên tới thị xã rồi đông vui mà lồng đèn ha, bự ha, cũng lồng quá. Mấy cái chỗ mà người ta có buôn bán này nọ này, người ta làm có lồng đèn lớn hoặc là người ta chỗ chức tặng quà cho trẻ em á, có chỗ bán điện thoại rồi đó, tặng lồng đèn rồi trái banh, trái bóng á, bóng bay á. Anh có dẫn là xăm mấy chậm lại mấy chỗ đó cho coi. Một cách nào, một hình thức ấy mà quảng cáo luôn á, hay ghê. Có người ta quá trang thành chị Hằng, rồi Tô Ngộ Không rồi này nữa. Để mấy em bé lại chụp hình rồi trao quà rồi đó, thấy vui ghê. Vui. Tự nhiên mình lên đó cái mình thấy mình hào hứng ghê. Thấy có năng lượng nhiều mọi người. Đã không? Em mua những thịt này ngon chứ. Ừ. Nãy nấu hoài luôn.
Cả nhà ơi, thì hôm nay sáng mình đi mình thấy thịt nướng ngon quá, mua về cho gia đình mình ăn. Với lại hôm nay cũng là Trung Thu, lẽ ra trời tối rồi nhưng mà hôm qua là cha Nguyên đi làm về cũng hơi trễ. Cha hôm qua về làm cỡ 7:30. 7:30. Hơi trễ. Thì hôm nay cả nhà mình đông đủ quá thì mọi người ăn uống quây quần với nhau. Cái này là tập 1. Chiều nay tập 2 á. Chiều nay là ăn bánh Trung Thu. Rồi mình uống trà ngắm trăng với lại chơi lồng đèn nha. Thì qua đây Nguyên với gia đình cũng xin chúc mọi người có mùa Trung Thu thật là vui vẻ, thì luôn luôn nhiều sức khỏe nha. Rồi, chúc cả nhà có mùa Trung Thu vui vẻ nha. Dạ. Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ, ấm áp bên gia đình nha. Dạ. Tới đây thì Nguyên với gia đình cũng xin kết thúc video. Chúc cả nhà có thời gian xem video thật là thư giãn và vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Bye bye.